Dạ bán chứ ghê mà vậy. Từ từ đây. Tôi là một cái con người rất là thích và lưu giữ những kỷ niệm của team chúng ta, bạn hiểu không? Cho nên bây giờ ở đây là tôi có cái AR filter này không? Bây giờ nha. Nè, chỉnh nhân vật này nha. Rồi, chỉnh nè, đó. Từ nha. Rồi. Đẹp luôn, quá đẹp luôn. Chỉnh nè, đó. Lưu lại nè. Tiếp nè.